Vâng, có lẽ là người vui nhất trong ngày hôm qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình là tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Thắng. Bởi vì vị huấn luyện viên này đã có được một màn ra mắt rất ấn tượng và cũng nhận được sự ủng hộ cũng như cổ vũ rất nhiệt tình của đông đảo khán giả. Và sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ, những cảm xúc của vị huấn luyện viên này sau trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa. Vẫn với phong thái của một người truyền lửa đích thực, huấn luyện viên Hữu Thắng hầu như không một phút nào ngồi trên băng ghế chỉ đạo mà luôn xuất hiện ở sát đường biên để chỉ đạo học trò của mình. Lối chơi của ông xây dựng dựa trên khả năng đá áp sát thật nhanh của mọi vị trí trên sân khi đối phương có bóng. Do đó vai trò truyền lửa của Hữu Thắng càng trở nên cần thiết hơn khi các học trò luôn phải thi đấu với tinh thần cao nhất. Lần lượt những cảm xúc được tạo ra trên sân vận động Mỹ Đình, từ lo lắng khi phải nhận bàn thua đầu tiên tới niềm vui của lần lượt 4 bàn thắng tiếp theo và sự phấn khích của các cổ động viên với lối đá gắn kết đẹp mắt của đội tuyển. Cái tên Hữu Thắng liên tiếp được hô vang trên các khán đài. Lúc đang có trận đấu ấy thì tôi toàn bộ tôi chú tâm vào trận đấu, tôi không nghe khán giả hét, tôi đang lo chỉ đạo cho tôi một hét thuộc dạng hét rất to. Khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, huấn luyện viên Hữu Thắng cùng các cầu thủ chạy vòng quanh sân để cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ. Đó thực sự là thời điểm mà ông đã không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình. Tôi nghĩ ở một cái khởi đầu tốt ấy, thì tình cảm con người nó có nhiều cung bậc lắm. Và như các bạn thấy đấy thì tôi đã nói học trò đi vòng quanh tất cả sân để cảm tạ lời những cái tình cảm của các khán giả. Người ta đặt lòng tin rất lớn ở mình thì mình đã đền đáp lại được mới chỉ một phần nhỏ thôi. Thắng tưng bừng và giành được trọn vẹn tình cảm của khán giả trên sân. Đây thực sự là một khởi đầu hoàn hảo cho người được chọn Nguyễn Hữu Thắng. Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang thể hiện những nét mới trong lối chơi, mà một trong số những điều tạo nên sự tươi mới đó chính là sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ, trong đó có cặp tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường. Xuân Trường, Tuấn Anh, những cái tên đã quá nổi tiếng và được yêu mến trong áo đội tuyển U19 Việt Nam trước đây. Giờ cả hai đã bước lên một tầm cao mới, thi đấu tại những giải đấu hàng đầu châu lục và trở thành sự lựa chọn số 1 trên hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Khi mới chỉ bước sang tuổi 21, họ như được sinh ra để kết hợp với nhau. Tuấn Anh mạnh ở kỹ thuật và tốc độ bứt phá, nhưng còn phải cải thiện ở khả năng tranh chấp. Bù lại, Xuân Trường sở hữu nhãn quan chiến thuật, khả năng thu hồi bóng và kiến tạo tinh tế. Hai đường truyền dọn cỗ cho Văn Toàn và Công Vinh lập công ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên đã phần nào cho thấy tài năng thiên bẩm của cầu thủ 21 tuổi này, dù lúc đầu còn chút bỡ ngỡ. Em cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui mừng. Tuy ở những phút đầu trận đấu em có cảm giác không tự tin lắm bởi vì đây là lần đầu tiên ra mắt đội tuyển quốc gia. Nhưng sau đấy cùng các anh lớn có kinh nghiệm thì đã giúp em lấy lại tự tin, lấy lại tinh thần. Lần đầu tiên khoác áo đội tuyển, nhưng cả hai đã tỏ ra là những cầu thủ đầy bản lĩnh, thi đấu chững chạc và thực sự là những ông chủ ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Nhưng dẫu sao, đây cũng mới chỉ là thành công bước đầu với cả hai cầu thủ trẻ này. Trận đấu đầu tiên của em và cũng như một số bạn nữa, và thành công mới chỉ đến trước mắt và chúng ta một chặng đường dài nữa, nên em hy vọng tất cả khán giả, tất cả người hâm mộ Việt Nam sẽ luôn cổ vũ, luôn dõi theo đội tuyển Việt Nam. Tài năng nhưng rất khiêm tốn và biết mình đang ở đâu. Cả hai cho thấy mình là những người được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. Với cặp Xuân Trường, Tuấn Anh, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng dường như đã tìm ra một chiếc chìa khóa mới để mở ra cánh cửa hướng tới thành công cho đội tuyển Việt Nam. Vâng, cho tới thời điểm này thì có lẽ là những dư âm trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của những người hâm mộ. Một vị huấn luyện viên mới, một lối chơi mới, một chiến thắng tưng bừng là đủ để thuyết phục tất cả những khán giả khó tính nhất. Và ngày hôm qua, sân vận động Mỹ Đình đã thực sự bùng nổ. Những hình ảnh này có lẽ đã làm xúc động biết bao trái tim yêu đá Việt Nam. Và thêm một lần nữa, Mỹ Đình lại trở thành điểm hẹn của niềm tin, hy vọng và cũng là nơi để bố mẹ Xuân Trường chẳng còn ngại đường xa xuống thăm cậu con trai trận đầu thi đấu cho đội tuyển. Từ ánh mắt đến trái tim, từ khán đài tới sân cỏ, dù họ chẳng nói được với nhau câu nào nhưng cũng đủ để diễn tả cảm xúc. Cô chú cũng cố gắng tạo điều kiện để về đây gặp em.
mà mong muốn của cô chú chỉ được nhìn thấy con mình khỏe mạnh là cô chú vui lắm rồi. Qua bao nhiêu năm chui rèn được người hâm mộ người ta yêu mến này, rồi lại được những người có làm bóng đá để chú ý đến và gọi tuyển quốc gia, nói chung là cảm xúc của chú thì rất là vui và có xen lẫn cái hồi hộp một chút. Sự động viên tinh thần của bố mẹ đã tiếp thêm sức mạnh để Xuân Trường thi đấu tự tin, làm chủ khu vực giữa sân và cũng là người liên tục thực hiện những đường phát động tấn công ấn tượng cho đội tuyển Việt Nam. Chứng kiến sự trưởng thành của cậu con trai khiến cho ông Chiến không khỏi xúc động. Bắt đầu có vẻ chiến trạc lắm rồi. Có nhiều cái là sức khỏe cũng phong phú hơn trước nhiều lắm. Huấn luyện viên Hữu Thắng cũng cảm thấy bất ngờ trước tình yêu của người hâm mộ. Những tiếng hò reo không ngớt trên các khán đài giúp cho áp lực lên vai vị tân huấn luyện viên giảm đi phần nào. Quyết tâm thay đổi đội tuyển, hiện thực hóa bằng lối chơi đầy thuyết phục và thắng lợi trên sân đã hoàn toàn chinh phục trái tim người hâm mộ. Lối chơi Việt Nam hôm nay đã rất thuyết phục. Đấy, ban truyền và giữa biên và đá giữa và những ấy là tuyệt vời. Tôi cảm thấy là có sự nhuần nhuyễn hơn. Đã lâu rồi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới được sống trong những giây phút thăng hoa đến như vậy. Tình yêu của họ trao đi và đã được nhận lại bằng một kết quả xứng đáng. Một lời tri ân thật đẹp cho một tình yêu lớn. Màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam tối qua đã đem lại rất nhiều cung bậc cảm xúc cho các cổ động viên. Và ở thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù không được đến sân Mỹ Đình để trực tiếp cổ vũ cho các cầu thủ, nhưng các cổ động viên ở đây đã có một buổi tối vô cùng cảm xúc về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Nói chung là người hâm mộ chỉ mong Việt Nam nó chơi hết mình và chơi đẹp được. Em cũng mong muốn là các vận động viên sẽ thi đấu hết mình và cống hiến cho khán giả một trận đấu thật là sôi nổi và đúng như mong chờ của tất cả cổ động viên trên cả nước ạ. Không quan trọng tỷ số ra sao, chỉ cần đội tuyển thi đấu đẹp mắt, các cầu thủ quyết tâm cống hiến, đó chính là những gì mà các cổ động viên Việt Nam chờ đợi. Trong trận đấu ra mắt chính thức của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, có thể thấy rằng dù tính chất của trận đấu là rất quan trọng trong hành trang đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup năm 2018, nhưng điều mà các cổ động viên Việt Nam mong chờ ở trận đấu này chính là lối chơi và tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Không phụ sự chờ đợi và háo hức của các cổ động viên, các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu đáng nhớ với 4 pha lập công mang về nhiều cảm xúc cho tất cả những người hâm mộ bóng đá nước nhà. Chứng kiến màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, em thấy rất là sung sướng. Lâu lắm rồi mới thấy đội tuyển trình diễn lối đá xuất sắc. Sau trận ra mắt chính thức thành công, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất chờ đợi một trận đấu công hiến và đẹp bắt nữa của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, đặc biệt trong trận đấu với đội tuyển Iraq vào ngày 29 tháng 3 sắp tới.